Xin chào các bạn, shop săn hàng rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng hộp thủy tinh vuông Nico dung tích 520ml. Sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam với thủy tinh cường lực, chịu được nhiệt độ trong lò vi sóng ạ. Và nhiệt độ chịu được nhiệt độ lên đến 400 độ C. Sản phẩm được thiết kế khóa tài 4 cạnh với răng chống tràn nên chúng mình có thể để được đồ lỏng ở trong này mang đi mà không sợ bị đổ ra ngoài. Với thiết kế có thêm cái nút chân không này, chúng mình sẽ bảo quản được cái tăng cái thời gian bảo quản thực phẩm ở trong tủ lạnh được lâu hơn, do nó không bị lên men ạ, kéo dài cái thời gian lên men của sản phẩm. Cái hộp 520ml này nó rất vừa vặn để chúng ta mang cơm đi làm trong một set cơm 3 hộp đấy ạ. Hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.